Hai cả nhà, bây giờ mời cả nhà đi ăn phở chung với Mai nha. Đây là quán phở 79 DC. Mai cũng thấy trên quảng cáo trên mấy cái trang mạng xã hội nhiều, hình như là chị chủ quán này là cũng làm TikTok hay làm video ngắn á, nên Mai cũng muốn tới Mai ăn thử ha. Mời cả nhà lên đường này đi ăn khám phá quán phở 79 với Mai. Những buổi tối mà trời mưa như thế này thì chỉ muốn ăn phở thôi cả nhà. Không nói ăn đồ ăn Mỹ nhưng mà Mai không ăn, Mai nói ăn phở. Mai thích cái hành lang này, cái khách sạn này bởi vì nó rất là sáng, nói chung là giống rất là sang luôn. Cái gạch nó cũng đẹp, nó bright, nó sáng ha. Coi nè, cổ dễ sợ chưa, mà thơm lắm nha, vô khách sạn này là thấy thơm rồi. Coi nè, trời cổ thơm quá. Wow, cái sau cái ghế này giống như là một bức tranh vậy đó. Cái này giống như của Trung Quốc cả nhà ha. Ngộ ha. Trời, đây giống như đúng là giống như đang coi bói vậy, mà cảm tưởng giống coi bói của chúng gì. Như cái phòng này nè. Tủ này tủ gì trời. Đồng hồ nè. Con xã, ôi họ còn trưng cả một cái thanh kiếm đây nữa cô chú anh chị. Wow, rượu Hennessy ha. Hả, con xã Mai đang kêu Mai đi vô coi cái bar này, khu vực này là cái trong phòng bar đây ha. Wow, restaurant here. Đây là nhà hàng cô chú anh chị, coi quầy rượu bar nè. Can I take a look? Yes, yes, thank you. Đây nhà hàng nè, đẹp chưa. Nhà hàng này thì lại lịch sự sang trọng của chính chị ha. Coi cái ghế là đẹp không. Wow, trần nè, cổ ra đẹp cả nhà ha. Rượu vang, chắc là có thể ngày mai mình ăn sáng ở đây cô chú anh chị. Mai mình sẽ ăn sáng ở đây ha. Rượu vang quá trời luôn. Mấy bạn này thì hôm nay ăn sinh nhật ở đây. Đây là khu quầy bar ha. Trời ơi, từng đường nét đẹp hết nha cô chú anh chị. Công nhận sang đẹp thiệt. Ông xã Mai thì không có muốn đi trời mưa vậy, chạy xe tới chạy xe lui, nên là nói là mình sẽ đi Uber cả nha. Xe của ông kỹ lắm, ông sợ đụng, sợ hư, sợ này nọ. Ôi là trời. Cô chú anh chị, piano. Kế đây có cái tấm kiến nè. Đối với người Việt Nam tôi là tôi quăng từ lâu rồi đó nha. Quăng từ lâu rồi đó nha. Nhưng mà cái này gọi là đồ cổ của người ta đó. Cái này là bằng cái gì Mai cũng không biết nữa. Nhưng mà nó Mai coi là nó trầy trụ hết cô chú anh chị ha. Dấu hiệu thời gian hết trơn rồi. Mà họ vẫn giữ nha cô chú anh chị. Mà họ còn quý đó, họ còn trưng bày ở trong khách sạn này nữa chứ. Ôi là trời. Gặp Mai là chắc Mai quăng tới đời nào rồi. Đúng là mỗi người mỗi gu. Mình không có cái gu thẩm mỹ là nó vậy đó cả nhà. Đó cô chú anh chị thấy không? Nhìn tổng thể rất là cổ ha. Tối tối cổ cổ. Nhìn giống như là coi bói toán vậy. Mai cảm tưởng khi mà nó có quá nhiều cái màu đỏ đây nè. Hay làm cho Mai liên tưởng đến mấy cái bói toán của chúng chị. Tối tối mà đỏ đỏ mà gỗ gỗ ha. Đó, làm nó huyền bí của chúng chị. Nó có một cái nét huyền bí riêng. Đó là cảm nhận của Mai thôi ha. Mọi người đi chê Mai lúa thì Mai chịu thôi chứ giờ. Coi chúng chị tượng nè ha. Hoa lan nè, lan thật nha. Nói thiệt chứ lan này thì Mai thấy Việt Nam mình làm đẹp hơn ha cả nhà ha. Việt Nam mình Tết là mấy chậu hồ điệp này đẹp lắm. Mỗi người mỗi gu ha. Nhưng mà vô đây thì phải nói là thơm lắm nha. Thơm đó. Đó, Uber tới rồi nên là Mai đi thôi. Mà Mai thích cái hoa này quá. Mai rất là thích những cái hoa giống như vậy nè. Hoa huệ, hoa gì đó. Đẹp quá, chắc Mai chụp tấm hình. Yeah, I see that. Ông xã Mai đã hỏi em có thấy cái trần nhà không? Đi ăn tối cả nha. Trời, họ làm tới cái trần gỗ ra tới ngoài bên này luôn nè, ngoài trời luôn nè ha. Chứ mọi làm gì kéo quần, tụt quần, đói quá tụt quần. Đây Uber tới rồi cô chú anh chị. Yes.
Thank you. Thank you. Hai gà tới rồi cô chú chị. Anh Uber đã rất là dễ thương. Thank you. Bye bye. Anh rất là dễ thương luôn. Đây là quán phở 79 nè cô chú anh chị. Cô không biết ăn sao nhưng thôi kệ nữa. Thèm phở rồi, vô đây thôi. Cool day. Vô thôi, vô thôi. Cool day. Phở bò, cơm sườn đó, thấy không? Cái gì nè? Bốn người. Dạ, hai chú. Dạ, bốn người. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Ngân hơn vừa đó rồi đi con. Đây là quán phở 79 nè cả nhà. Đây là địa chỉ đâu rồi? Đây. 201 Massachusetts Avenue, Northeast Washington. Phở 79 DC. Hôm nay là mai thèm ăn phở rồi nên là sẽ ăn phở nha cả nhà. Phở đẹp cả. Dạ phở gà. Không, ổng ổng. Phở gà. À chết gà, ok. Ok. ổng ghét phở gà lắm nên ổng nói không có gà, không có phở gà chỉ có gà thôi. Look good. Cầm muốn ăn cái đó không? Cầm muốn ăn phở không? Sữa đậu nành hả? Đó, con của Mai thì nó thích uống sữa đậu nành lắm. Con muốn trà sữa hả? Strawberry là dâu á. Trà sữa dâu hả? Có không? Để đâu? Mẹ đâu có thấy trà sữa dâu đâu. Never see that. Đây. Cơm sườn nữa nè cả nhà. Gỏi cuốn nè. Phở sa tế. Có phở sa tế nữa ha. Bún thịt nướng. Bún đặc biệt. Vậy con ăn gà thường. Thì con ăn ocean chicken wing. Ok. You want? What do you want? They have spring rolls. Spring rolls, yeah, I have spring rolls. Two spring rolls, please. Cho gỏi cuốn chứ. Hai. Không, gỏi cuốn. Gỏi cuốn hả? Dạ, gỏi cuốn. Not fried. Okay. Honey, you want a Sprite? Bún thịt nướng. Bún nướng, yeah, why not? Cho ổng cái bún thịt nướng nha chú. Bún thịt nướng, ok. Dạ. Ngân ăn cái gì? Bún thịt nướng luôn hả? Vậy bún thịt nướng chả giò ha. À, con ăn bún thịt nướng chả giò hay là bún thịt nướng không? Bún thịt nướng không? Chicken, shrimp, beef. You want beef. Pork. You want pork belly and egg roll too or yeah, not? Yeah. Egg roll or no egg roll? No egg roll. Chỉ hai bún thịt nướng thôi, yeah, không có lấy chả giò. Dạ. Chú, cái tô phở này bự không? Bự ha. Vậy cho vậy là cho con cái tô không để con share với con bé này đi. Dạ, nhiều quá, không hết. Ồ, ở đây có chương trình là mình ăn cái tô phở bự này, nếu mà mình ăn thắng cái tô này mình ăn hết được là được $200 nè. Wow. Thì ra là đây có chương trình giống như Việt Nam nha cô chú anh chị, nào ai mà có sức ăn khủng tới đây ăn thử nha cả nhà. Đó, được $200. Chú ơi, có chương trình này hả chú? Wow. Dễ hả? Cái tô đó mấy ký? Cái tô đó mấy ký? Tô đó cũng như là bằng ba cái tô lớn á. Ba cái tô lớn? Hả? Vậy mình phải ăn hết luôn. Để về con luyện sức ăn, con qua đây con chiến đấu. Ở Philadelphia. Ồ, ok. Dạ. Chơi hả? Dạ. Wow. Ở đây có mấy người ăn hết rồi. Vậy hả? Wow. Còn nếu không ăn hết thì sao? Ăn hết thì không ăn hết trả 50. Không ăn hết thì 50 đồng. À. Còn ăn hết thì được thưởng $200. Yeah. Wow. Hả? Con muốn chảy giò hả? Chú cho con cái phần chảy giò thêm. Hai cái là 4. Dạ, hai cái thôi chú. Dạ. Này quán phở này là có quay phim nè. Quay off TikTok nè. Cũng dễ thương ha. It's cute. Cái trần nhà cũng dễ thương. Honey, look at the ceiling. Oh yeah. It's cute, right? The ceiling? Yeah. It's original. Original? Really? Yeah, of course. But they cleaned it up, made it prettier. I don't think it's original. Ông xã mày nói là cái trần nguyên bản của nó là như vậy nè. Mày nói với mày không nghĩ gì đâu, nhưng mà ông nói là nó đó.
Mình nhìn quán này là mình biết đồng nghiệp khi mình thấy dụng cụ hành nghề. Quá chuẩn luôn. Cô chú chị thấy không? Cây quay phim đó. Sữa đậu nành, soy milk. Cái này của Thái hay cái gì nè cả nhà? Đúng rồi. Yeah. Cái này tại vì con về Việt Nam con mới thấy. Con thấy nó chưa đây hả? Này con mở ra đi. Cái kia nó không có móng tay, nó không mở được. Làm sao không có... Thấy chưa? Em mở một phát một. Thank you. Vô dụng, bánh bèo vô dụng. It's okay, bánh bèo vô dụng. Ngon. Ngon hả? Đói mà nhức đầu luôn á cả nhà. Đói thiệt á. Đói mà nhức đầu chóng mặt, đói mà quạo luôn. Honey, you want to try this challenge? Challenge. What's the challenge? If you eat this bowl, big bowl like this, you win $200. Mày hỏi ông xã mày có muốn chơi cái thử thách này không? It's as big as 3 bowls. You can do that. Can you please take $200 for me? How much does the bowl cost? They don't hurt you, and you don't hurt them. The bowl like 3 bowls together. How much is it? If you lose, you pay $50. And if you win, you get $200. Let's play that. I don't want to hurt them. No, not hurt them. You want to do that? I don't want to take their money. Really? Yeah, I think so. You know I can eat that. Yeah. Ông chồng Mai chắc chắn là sẽ ăn được á, nhưng mà ông không có muốn lấy tiền của người ta, cô chú anh chị. Chứ còn sức ăn của chồng Mai cũng dữ lắm à. Nhưng mà Mai thì Mai không ăn nổi đâu, ba tô đó là Mai xỉu á. Thật ra thì ăn khoảng tô mấy thì chắc ăn được á, nhưng mà ba tô thì ăn không nổi. Tại vì dạo này mình ở Mỹ mình ăn cũng nhiều lắm. Tô phở ở Mỹ không có nhỏ đâu cô chú anh chị ha, tô phở ở Mỹ bự lắm luôn á. Let's try it, tomorrow come back and do it. Ông không chịu chơi. Sáng mai quay trở lại đây chơi, ông không chịu. Chào Thái. Thank you, come on. Cảm ơn. Can I please have the water too? Yeah, yeah. Yeah, thank you. You have a short one? Thank you. It's what I need. Ông chồng em nói là em biết là khả năng của anh mà anh có thể ăn cái tô bự đó. Thank you. Nhưng mà ổng không có chơi ha. Chả giò. I know. Đây chả giò của chú anh chị. Cái này là gỏi cuốn ha. Nước mắm. What? Nước mắm. Mày xin nước mắm cho ổng. Ổng thích ăn chấm nước mắm chứ không thích chấm cái tương này đâu cả nhà. Nè, chả giò chấm cái tương này nè. Nhận họ cho cái miếng sốt này ít quá ha. Cái này mày nói thiệt luôn á, cho có chút xíu sốt à. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Here honey, this is your nước mắm. This is for bún thịt nướng, ok? And this is for your gỏi cuốn, your spring roll. Uh-huh. Oh no, bún thịt nướng over there too. Two. Hai tờ bún thịt nướng. Yeah. Okay, thank you. Yeah, can I have the empty bowl? Yes. Ai, tô phở nè cả nhà, hấp dẫn chưa? Ngày mưa gió ăn phở còn gì bằng nữa. Quá trời ngon luôn, bún thịt nướng không xả mai nè. Yeah. Thank you. Ơi, bún thịt nướng. Mai share cho xíu muội tô phở, chén phở của chính chị. Tại vì mai không có muốn ăn nhiều, nhiều bánh phở. Mai sẽ bỏ nhiều giá ha. Với lại mẹ order thêm chén tái nữa. Đó. Rồi, dạ, cảm ơn ạ. Dạ. À, em cảm ơn nhiều. Đó, offer thêm chén tái nữa để ăn. Did you already try it? Ah, be careful. Got it. It's so hot this. Ngon lắm cả nha. Nhìn phở thấy ngon ha. Trời ơi, ngày mưa gió mà được ăn phở là thích lắm luôn á. Món ăn quê hương Việt Nam mình. Kiểu gì kiểu người Việt Nam vẫn thích ăn đồ Việt Nam hơn cô chú anh chị. Mà cả nhà ăn phở, ăn tối chung với gia đình Mai nha. Wow, nước phở ở đây Mai mới ăn thử cô chú anh chị. Thấy rất là thơm ha, thơm mùi thảo, mùi hồi, mùi quế, mùi này nọ. Ngon. Mai chế luôn cái tô mà tái vô đây cô chú anh chị. Đó. Nói chung nước phở ở đây ngon á cô chú anh chị. Mai thích á.
hấp dẫn. Đấy. Mày ăn thử cái nước phở trước khi mà bỏ tương vô thì thấy cũng thơm, rất là thơm cái mùi hồi quế ha. Thơm nó thanh, nó không có ấy, mà nước cũng trong nữa cả nha. You really like the chảy giò? Nó nói nó rất thích chảy giò, nó rất thích phở ở đây, nó thích cái nhà hàng này. Wow, xí mũi ở brew rồi đó nha. Cảm ơn chị. Mỗi tuần tới đây được không? Every week you come here. Wow, xí mũi này ăn giỏi quá, hết sạch cái tô của chúng chị thấy không? Đó. Ăn cả chả giò, chứ mọi còn hỏi chứ mẹ đồ ăn của con đâu, mẹ ăn hết rồi còn đâu. Ngon không con? Dạ ngon ha, ok. Ăn hết cái chả giò đó đi. Ok. Còn bị đặt ẻo lả nữa, nó hỏi ăn hết cái chả giò nó dạ. Tèn tèn tèn, kết quả này của chú anh chị. Sạch trơn ha. Sạch trơn ha. Sạch trơn ha, sạch trơn ha. Ủa Ngân, sao con không ăn miếng thịt đó vậy? Hử? Cái gì vậy? Going away. Do tình là Mai biết được cái quán phở này là do là Mai coi trên Facebook Reel. Từ ngày mà anh làm cái Facebook Reel đó, anh thấy cái anh bán được nhiều hơn không? Bán nhiều hơn đúng không? Đó, cái sức mạnh của mạng xã hội của chúng chị. Đây là anh chủ nè. Anh tên gì anh? Anh Tuấn. Anh Tuấn hả? À, anh Tuấn nói là hồi xưa là anh là một trong những người mà mở cái thử thách là ăn tô phở bự ở Việt Nam đúng không? Honey, they call us in 5 minutes. Really? Yeah. Okay. Call the Uber, just call the Uber, please. Ông xã mày nói họ đóng cửa trong 5 phút nữa. Em nói chuyện với anh chút xíu được không? Dạ, dạ. Rồi, anh Tuấn này cả nhà. Anh Tuấn là hồi xưa là quán phở Hùng đúng không? Phở Hùng là ở đường gì anh? À, nó có ở Sài Gòn 6 chỗ lận. 6 chỗ lận, dạ. Ở Nguyễn Thị Thập. Nguyễn Thị Thập, quận 7. Dạ, dạ. Đường Nguyễn Đức Cảnh. Nguyễn Đức Cảnh. Ngang trường Đức Thiên Lý. Đường Nguyễn Đức Cảnh là quận mấy anh? Quận 7 luôn. Quận 7 luôn hả? Dạ. Vậy là anh là địa bàn quá là quận 7. Dạ, Hai Bà Trưng. Ừ. Hai Bà Trưng ngang quận 3. Ủa anh bán cái gia vị nêm phở này luôn hả? Dạ. Wow, một bịch đó là bao nhiêu anh? Cái này phở gà. Đó một. Rồi thấy không? Cái này một nồi là 10 lít. 10 lít. À, 10 lít. Cái này chắc nhà hàng nấu chứ phải không? Nấu hả? Này một 10 lít, 10 lít là bự. Nấu gà xong rồi á, nếu mà muốn gà thì gà có bò luôn. Ừ. Rồi em bỏ cái khi mà nó vớt gà ra xong bỏ này vô, đi bỏ cái À có nghĩa là anh luộc gà xong rồi anh mới dạ, bỏ cái này vô. Một bịch này là bao nhiêu anh? 15 đồng 99. 15 đồng 99. Mà ông xã em lỏng ghét ăn phở gà lắm. Dạ, ừ. Phở bò. Phở bò hả? Dạ, phở bò. Ờ tiện ha. Dạ, phở bò. Tại em thấy mấy chợ Việt Nam á họ có bán mấy cái giờ bán nhiều lắm. Đúng rồi. 50 đĩa bán luôn. Ủa vậy đó hả? Anh có phân phối chợ không? Sao anh không phân phối ra chợ luôn đi? Bây giờ chưa hàng đủ. Đó, phải có sản xuất đủ nhà máy đúng không? Em biết cái quán phở này là do em coi trên Facebook Reel á, vợ anh làm mấy cái video đó. Dạ. Em cũng là YouTuber. Uber is 1 minute away. À đến Mỹ cùng Mai. Đến Mỹ cùng Mai. Đó, nên là sẵn tiện là em tới đây là nhưng mà không phở của anh ngon. Em thấy là nó thơm và cái vị nó thanh, nó không có quá đậm mà nước cũng trong nữa. Không, phải nói thật sự là như vậy. Em cũng ăn phở 75 ở đây rồi. Lần trước em ghé em có ăn phở 75, phở 75 cũng được, đông lắm. Nhưng mà phở của anh thì em thấy có vẻ thơm hơn. Cái mùi gia vị nó thơm hơn. Honey, the Uber's 1 minute away. Okay, pay it. Okay. Okay. Cảm ơn anh nhiều ha. Dạ. Rồi bây giờ mình đi về. Bây giờ người ta đóng cửa 5 phút nữa, người ta đóng cửa rồi. Rồi anh Tuấn rất là dễ thương, rất là vui vẻ ha. Thấy là tới đây là thấy vui vẻ, thấy giống như là đồng hương đồng bào mình nói chuyện vui vẻ. Tới đây vui cái là khắp thế giới. À. Pháp, Thụy Sĩ, ta đều ghé đây. Ừ, ghé đây lắm. Dạ. Mùa nhất là mùa hè, mấy hôm mùa hè đông lắm. Mùa mình đồng hương. Vui ha. Vui lắm. Dạ. Em thì ở cũng không có trong cái khu người Việt lắm nên cũng ít có gặp người Việt của mình. Ồ, em ở khu nào? Em ở cách khoảng 40-45 phút. Dạ. Thì giống như là ngoại ô một chút xíu vậy đó. Nên muốn đi gặp người Việt của mình thì phải đi chút xíu. Yeah. Anh mở quán phở này được bao lâu rồi anh? Cái này được 5 năm rồi đó. 5 năm rồi hả? Yeah,
Okay, guys, going outside. You can meet here. Honey, let him go. We got a sign. Okay. Uber's almost here. Okay. Cảm ơn anh nhiều ha. Dạ, dạ, rồi em phải đi về thôi. Em đi Grab hả? Em đi Uber. Uber hả? Dạ. Không, có xe mà ông chịu chạy, ông thích đi Uber. Biết rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn. Trở về No, no, em đi Uber về khách sạn. Ồ, bây giờ còn ở đây. Dạ, em mới tới tối nay à. Dạ. She has a YouTube channel. I told him already, yes. Yeah. Okay, okay. Right, thank you. Thank you. Thank you so much. Cảm ơn. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, cảm ơn em. Dạ, vậy đó hả? Quê em ở đâu? Go, go, go. Đi con. Đây, Uber đây, Uber đây. I don't know. Okay. Go, 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 girls. Lại đi một cái xe bự này nữa, thích quá cả nhà. Mai rất là thích cái xe Suburban này ha. Bự, thoải mái. À, tới rồi, tới rồi. Thank you. Bye bye. Bye bye. Ok, thank you, honey. Thank you. Bà để quên cái dù à. Ông xã Mai thì muốn đi vô để coi cái menu của khách sạn á, coi chú chị cái nhà hàng này, coi coi có ngon không á mà. Ăn chán rồi, bây giờ về coi menu đâu có gì hấp dẫn đâu cả nhà. Thôi kệ đi. Trời, cái đồng hồ này cổ quá trời cổ luôn. Mà nó vẫn còn chạy được là ghê lắm rồi đó. Here's the menu. Đây, nhà hàng. Don't worry. Đó. Anh chàng muốn xem coi thực đơn có gì để ăn không? Thank you, sir. Hummus. Smoked eggplant. 9:30, we accept the last reservation. 10:00 is when the kitchen closes. Yellow steak. Yellow fin steak. Okay. Roast cabbage. Tuna tata. Grill octopus. Cũng có đầy đủ ha. Thank you, sir. Yeah. Oh, ở đây được cái giải thưởng như này cô chú anh chị. Giải thưởng Wine Spectator của năm 2023 luôn nha. Alhambra. This restaurant is owned by Wine. Outstanding wine list. À, họ có một cái đóng, mà nói chung là một có một cái danh sách rượu rất là tốt ha. Coi cô chú chị thấy rượu. Honey, look at the award I get. The wine. Cô chú chị thấy không, cái tủ rượu đó họ. Hàng chi? Bởi vì một cái đóng rượu như vậy, hàng chi họ không có được cái giải thưởng đó. Yeah, ở trong đó cũng vậy đó. Cô chú chị trong đó tủ rượu nữa nè. Rất là đẹp ha. Mai mình sẽ ăn ở đây. Rồi, à, giờ tới khách sạn rồi cả nhà. Bây giờ thì đi lên phòng nghỉ ngơi thôi. Cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng với Mai đi một vòng khám phá cái quán phở 79 DC ngày hôm nay ha. Quán đó thì Mai thấy là ăn cũng được lắm, cô chú anh chị ăn cũng ngon lắm, hợp khẩu vị cũng hay ha. Nói chung là nó rất là thơm và nó nhẹ, nó thanh, nó không có quá gọi là đục rồi đó. Nói chung là nó giống giống khẩu vị của phở Việt Nam. Thì ra là anh chủ quán là anh đã từng có kinh nghiệm kinh doanh nhà hàng phở rất là lâu ở Việt Nam rồi ha. Anh đã từng có tới 5-6 cái nhà hàng, sau đó là anh bán thương hiệu của chú chị. Anh là Phở Hùng ở bên quận 7, anh bán thương hiệu. Thì bây giờ anh mở một cái nhà hàng phở khác nữa, với cái tên khác, anh đó là anh tên Tuấn ha. Và qua đây hàng chi là vợ thì vừa làm social media, vừa quảng cáo ha, còn chồng thì quản lý nhà hàng. Vậy thì còn gì bằng nữa cô chú anh chị. Thì nếu mà cô chú anh chị nào mà có điều kiện tới Washington DC á, thì ăn thử đi, Mai thấy cũng ăn ngon cũng được lắm. Xíu muội thì nói là chả giò rất là ngon đó. Cảm ơn cả nhà, xin chào tạm biệt cả nhà, xin hẹn gặp lại cả nhà những video sau.